Alo, chào các bạn, mình là Duy. Đây là video hướng dẫn sử dụng mã nguồn mở web chat và đây là trang sinhviên.it.net. Thì đầu tiên các bạn download mã nguồn mở về. Đây là một cái mã nguồn mở hoàn toàn miễn phí, có thể lên Google mà search bilab JavaScript. Thì đây chính là trang chủ của mã nguồn này. Thì các bạn bấm vào home, đây nó sẽ giới thiệu về cái mã nguồn này, các bạn có thể xem qua hoặc sau đó các bạn bấm vào download để chúng ta download về cài đặt. Đây các bạn bấm vào đây để chúng ta download về. Nếu mà nó yêu cầu đăng ký thì các bạn không, chắc là không yêu cầu đăng ký, các bạn cứ bấm vào đây đó thì chúng ta sẽ download về. Rồi chúng ta sẽ mở lên và chúng ta giải nén. Giờ tôi sẽ giải nén. Đây. Thì để chạy được cái mã nguồn này thì bạn sẽ cài nó trên localhost hoặc là bạn có host. Bạn upload lên và bạn cài đặt. Thì đây tôi chưa có host nên là tôi sẽ chạy trên localhost. Thì để chạy được trên localhost bạn cần phải có một cái phần mềm đó là SAMPP. Thì các bạn sẽ lên Google, các bạn search, đây là cũng là một cái phần mềm miễn phí. Và đây video này tôi sẽ không làm cái bước cài đặt của cái phần mềm này, nó sẽ nằm trong một video khác. Thì các bạn có thể vào cái trang này các bạn download. Thì khi download và cài đặt thành công, chúng ta sẽ double click vào cái biểu tượng và chúng ta start cái Apache và cái MySQL. Rồi khi mà nó hiện màu xanh lá cây như vậy là có nghĩa là nó đang hoạt động, thì chúng ta tắt cái cửa sổ này đi. Để muốn biết nó có chạy được hay không, các bạn vào trình duyệt, các bạn gõ localhost, các bạn bấm enter. Nếu nó hiện ra cái trang này có nghĩa là cài đặt và chạy thành công. Thì sau khi chạy xong nó hiện lên cái trang này thì bây giờ chúng ta sẽ copy cái sụt lúc nãy chúng ta vừa tải. Là đây, chúng ta copy toàn bộ cái sụt và chúng ta vào cái My Computer ODC và cái thư mục SAMPP. Chúng ta sẽ tìm đến cái thư mục htdocs và chúng ta lúc này chúng ta sẽ tạo cái thư mục để copy sụt vào đây bilab. Rồi chúng ta enter, chúng ta Ctrl V dán tất cả cái sụt vào đây. Xong. Bây giờ nhiệm vụ chúng ta là chúng ta cài đặt thôi. Các bạn vào cái trình duyệt, các bạn gõ localhost. Chúng ta gõ bilab. Đây, bilab này là cái tên thư mục mà lúc nãy tôi vừa tạo á. Enter. Thì nó yêu cầu đây là nó sẽ list một cái danh sách mà các database cái hệ quan trị cơ sở dữ liệu mà chúng ta dùng. Thì ở đây tôi sẽ chọn là MySQL. Thì bây giờ chúng ta bước tiếp theo chúng ta sẽ tạo là chúng ta sẽ tạo database. Thì các bạn vào localhost duyệt nè php myadmin admin. Rồi nó sẽ đưa đến cái trang mà php myadmin. Đây, ở đây các bạn sẽ bấm vào nút database. Và các bạn ở đây là cái ô textbox để chúng ta điền cái tên database vào, ví dụ như là tôi đã chọn là bilab demo. Ở đây collation này các bạn có thể không chọn được nhưng mà tôi chọn cho nó chắc ăn đi. Ở đây là vừa mình là UTF-8 nha. Unicode, rồi các bạn bấm create. Xong nó báo là has been created, có nghĩa là thành công. Bây giờ chúng ta sẽ nhớ cái tên của database nhé, hoặc là các bạn Ctrl V ô Ctrl C copy luôn. Và ở đây chúng ta sẽ điền là database host, nghĩa là localhost chúng ta giữ nguyên. Database name các bạn Ctrl V dán cái database, cái tên database vào. Và user mặc định của SAMPP chúng ta cài vào đó là root và password là để trống. Chúng ta bấm test connection. Nếu mà nó báo successfully connected to database, có nghĩa là nó connect thành công tới cái cơ sở dữ liệu thì lúc này là chúng ta sẽ thành công được 99,9%. Là bây giờ các bạn bấm next. Ở đây KCPK nghĩa là gì?
Đây nó có giải thích này, ICP là viết tắt của từ Admin Control Panel. Rồi các bạn gõ vào ví dụ như là admin, còn cái retry ICP key này có nghĩa là cái khóa giống như là cái password để đăng nhập vô cái trang admin á. Retry các bạn gõ admin thì nó mới nó bấm next thì nó mới đúng nha, còn các bạn gõ mà sai ví dụ như hai này nó không giống nhau, các bạn bấm next thì nó sẽ tự động nó clear cái text trong cái text box này. À, chúng ta nhớ là phải gõ đúng chính xác hai ô giống nhau và mà bấm next. Rồi xong nó báo install complete có nghĩa là thành công được 100% rồi đó. Bây giờ nhiệm vụ của các bạn có nghĩa là các bạn sẽ remove hoặc là đổi tên cái file install, là nó nằm ở trong đây nè, ở trong cái đây à, không phải ở trong đây nha, SAMPP nha, htdoc đây blab. Bây giờ cái file install nè, hoặc là các bạn delete nó đi hoặc là chúng ta đổi tên để bảo mật thôi. Rồi xong như vậy thì chúng ta sẽ đây, nếu mà bấm vào đây thì là admin cb nó sẽ hiển thị ra cái trang admin, thì cái cb key lúc nãy á, là của tôi là admin nhé. Rồi các bạn bấm submit đó thì nó sẽ vào cái trang admin như thế này. Còn cái này login to chat có nghĩa là các bấm vào đây thì nó sẽ ra cái trang chủ, đây ở đây là name. Thì tôi chưa có tài khoản. Cái admin nãy chỉ là cái giống như là cái password để đăng nhập vô cái trang admin thôi, còn cái này là nó khác nữa, các bạn phải đăng ký tài khoản đây. Đây điền tên ví dụ như là VTD93 rồi password là 123456, retry password 123456, hai ô này phải trùng nhau thì mới đăng ký được. Đây tôi điền email rồi bấm submit. Rồi nó là has been activated luôn, có nghĩa là các bạn không cần phải check email để kích hoạt nữa. Bấm vào đây để continue. Hôm nay chúng ta điền tên vào VT93 và password là 123456. Các bạn bấm submit thì nó sẽ vào cái trang chat. Đây là cái trang chat. Rồi các bạn bây giờ chúng tôi thử log out ra ngoài. Và không có đăng nhập bằng cái tài khoản mà tôi vừa tạo, mà tôi login bằng cái này guest có nghĩa là khách á, nghĩa là bạn không có tài khoản bạn vẫn có thể vào được submit. Đấy thì nó sẽ lấy tên cái tên mà ở cái ô name mà nãy nó làm cái tên chúng ta. Bây giờ chúng ta phải chat ví dụ như là hello, hello world, testing chat script. Ok rồi thì ở đây nó có chức năng là online, ví dụ như là người nhiều người đăng đăng nhập vào thì nó sẽ hiện ra danh sách các cái name ở đây. Rồi bây giờ ví dụ như tôi bấm đây là cái biểu tượng nha, mặt cười ví dụ vậy. Rồi bấm enter đấy. Rồi cái này là cái pen có nghĩa là vẽ, cái bàn vẽ gì đó trên này. Ví dụ như tôi chọn cái màu này tôi vẽ lên nha, SEO2 ví dụ vậy. Các bạn bấm submit submit nhé, thì nó sẽ có ba lựa chọn. Insert nè, post có nghĩa là đăng lên đây luôn, play có nghĩa là chúng ta thấy play play lại cái quá trình mà chúng ta vẽ, hoặc là chúng ta bấm insert ví dụ insert cái gì đó, ví dụ như là hello world, đây là hình ảnh ví dụ vậy. Bấm enter thì nó sẽ hiện hiện lên đây. Và cái nào các bạn bấm vào đây thì nó sẽ hiện ra cái hình này, thì người khác người ta đăng nhập vào người ta vẫn có thể nhìn thấy được chúng ta chat gì trên đây, thì người khác có thể thấy được và họ bấm vào đây họ vẫn thấy như chúng ta thấy cái hình nó chạy như thế này. Ban rồi bấm ban thì nó sẽ trở lại là cái màn hình ban chúng ta vẽ, ví dụ như là cái nét vẽ lớn lớn nhất là chính. Bây giờ vẽ màu này đấy, đấy. Rồi, gì đó vân vân. Rồi mình submit, rồi chúng ta bấm post như vậy, rồi bấm vào thì nó sẽ play từ đầu tới cuối, bấm close. Rồi cái này là topic, cái là một cái chủ đề bạn muốn gì đó, ví dụ như là đây là chủ đề mới. Bấm enter.
Đây, nó sẽ thông báo lớn như thế này. Lúc này thì toàn hình như là toàn bộ cái chat nó mất. Phải vào bấm history để xem. Đấy, nó sẽ hiển thị ra những cái nội dung chat cũ. Bấm next, nếu mà nó có thì bạn bấm next hoặc là bấm back. Bạn close. Rồi bây giờ cái này là bôi đậm chữ, ví dụ bạn gõ chữ gì mà bôi đậm không, con này là y nè, hình nghiêng, còn cái c là color, ví dụ màu. Rồi và bấm enter nó sẽ hiện thị màu ra. Auto scroll là cái chức năng mà cuộn thành cuộn. Rồi chúng ta có thể bấm nội dung chat hoặc là bấm enter thì nó sẽ tự động nó hiển thị ở đây, hoặc là chúng ta bấm cái nút này. Đấy, đây là cái khung text box co giãn được nhưng mà nó nằm sát cái này rồi. Rồi bây giờ là chúng ta sẽ sang tới phần setting. Ở đây là mà ngôn ngữ không có tiếng Việt. Format đây là thời gian này. Còn cái effect nghĩa là cái hiệu ứng. On off thì các bạn tắt cái hiệu ứng của nó, và cái message. Cái này là cái âm thanh khi mà có cái đoạn tin đăng lên chat chat á, thì nó sẽ hiển thị cái âm thanh. Đây là online. Còn đây là topic, bold, italic, vân vân. Rồi các bạn bấm vào mục setting nè. Rồi bây giờ bấm vào cái mục profile. Hay đây là chúng ta set lại, chúng ta sẽ cập nhật là cái email. Đây các bạn điền địa chỉ email cập nhật, ví dụ như vậy. Rồi password, có new password. Ở này là lặp lại password. New password, hai này phải giống nhau. Còn này là password cũ, bấm submit. Còn này là giúp đỡ. Đấy. Show all, hide all. Rồi, close. Vậy thì cái web chat nó chỉ có chức năng như thế này. Vậy mà bấm knock out ra. Rồi, bây giờ giả sử tôi sẽ vào hai cái tab. Ở đây chúng ta log in as guest, ví dụ như là ABC submit, ví dụ là log submit. Rồi chúng ta này đăng nhập 3 2 3 4 5 6 submit. Bây giờ thì nó sẽ hiển thị là hai người admin với VTD93. Ví dụ như là ở bên này là hello. Đây admin nói hello này. Thì để reply lại người nào đó thì các bạn bấm vào cái tên của họ, đây nó sẽ hiển thị ra cái này. Thì các bạn chèn vào ký tự ở dưới đằng sau cái này, ví dụ hello này là để reply lại người nào đó. Này. Rồi chúng ta bấm log out nè. Đây. Rồi. Effect này là on hay off nè. Còn này là cái nó link tới cái trang chủ nữa. Rồi nếu mà quên password thì bấm vào đây. Nó điền là địa chỉ email, ổ điền điện tên và cái email và chúng submit thì nó sẽ gửi lại password vào cái email lúc mà đăng ký. Rồi, bây giờ chúng ta trở lại cái trang admin. Thì đây là cái trang admin, nó sẽ hiển thị thống kê tại thời điểm này thì không người online và không refresh lại. Có 11 cái tin nè và hai user từ cái ngày 19 tháng 6 hồi 6 tháng 9. Đây. Đây là ghi chú, ví dụ là bạn gõ admin muốn ghi chú cái gì, ví dụ là hôm nay có bóng đá, ví dụ vậy. Rồi chúng ta bấm save, hay là chúng ta ghi là không được nói vậy, ví dụ vậy, bấm save. Là số user online, bấm vào đây. Thì hiện tại là không có ai on hết. Bấm vào top chatter là cái thằng nó chat nhiều nhất. Thằng này vừa chat vừa vẽ luôn. Message là cái nội dung. Đấy.
Thì admin nó có chức năng gì? Là chúng ta có thể kiểm soát cái nội dung mà nó post lên, select all này. Rồi select none, ví dụ như này nó vẽ hình thì chúng ta sẽ delete đi, bấm ok. Đây thì nó sẽ mất đi, ví dụ chọn này bấm delete, bấm ok. Hoặc là chúng ta select all nó mình delete hết rồi ha. Nhưng mà painting thì nãy delete thứ hai này, painting này select all nó delete luôn. Rồi thì đây là cái giao diện, cái cột bên này, cái cột menu bên này là giao diện tương tác với admin, còn cái trên này là chúng ta sẽ chỉnh một số thông số cho nó, ví dụ như user. Thì đây là hiện tại là có người dùng á, user đăng nhập đăng ký của mình á thì nó có 3 người. Thì bạn muốn delete user nào cứ việc bấm delete ha. Delete thì lần sau cái thằng kia nó vào nó sẽ không đăng nhập được. Ở đây bây giờ tạo một user mới, abc create user. Đó thì nó sẽ hiển thị cái user và cái email mặc định của nó là abc@localhost. Và nếu chúng ta đăng chúng ta cài đặt cái mã nguồn này trên một cái host và có cái tên miền ví dụ như là vnblogger.net thì nó sẽ có là abc@vnblogger.net. Và cái thằng nào nó đăng ký mà nó chưa kích hoạt tài khoản thì nó có thể kích hoạt tài khoản bằng cái nút này. Còn delete là cái này, delete user. Đây là select all nè, rồi không select ai cả. Đây autobuy là chế độ filter, chế độ lọc thì lọc theo name A tới Z. Thì Z tới A nè, đã đăng ký hoặc chưa đăng ký. Hôm nay là tìm kiếm, ví dụ như là name, email, nếu mà nhiều user quá chúng ta phải tìm kiếm. Ví dụ như là admin ví dụ tìm theo name rồi go ấy thì nó sẽ hiển thị ra. Bây giờ bấm delete thôi. Bây giờ chúng ta vào settings, rồi ở đây là nó chúng ta sẽ thiết lập một số cái thông số cho cái web chat. Ở đây là gì đây, ngôn ngữ, còn này là font color. Rồi mấy này chúng ta để mặc định thôi, rồi chúng ta có thể thử bấm chọn hai, bây giờ chúng ta bấm save. Đấy thì nó sẽ hiển thị ra cái giao diện khác. Rồi chúng ta chọn CSS3, bấm save. Thì đây là giao diện khác, rồi chọn một, bấm save. Hoặc là chúng ta có thể bấm reset là nó reset lại mấy cái thay đổi. Rồi. Mấy cái này không quan trọng lắm, này là chọn múi giờ thôi. Rồi đây là cái hiệu ứng của nó, chọn Z hoặc là No. Rồi cái này là cái âm thanh mà thông báo, ví dụ như là có cái thằng nào nó chat thì nó thông báo cái âm thanh lên, ví dụ vậy. Nếu mà ồn thì chọn No hết. Còn này là cái gì? Cái tên cái tiêu đề nằm trên này nè. Hỏi là ví dụ như là đề demo chat như vậy. Còn đây là cái đường dẫn này. Hiện tại chúng ta cài trên localhost thì đường dẫn là như vậy. Email ví dụ như là admin@abc.com. Còn cái này là meta description, cái meta keyword là để cho cái con bot của cái Google nó sẽ tìm kiếm được cái web chat chúng ta. Thì này là tối ưu hóa cho website, có nghĩa là nó sẽ giúp cho cái việc sale nâng nâng cao khả năng sale. Thì này yes. Này đây, cái mục này là cho cái thằng khách đó, nó có thể vào được hay không, nó chọn yes thì nếu chọn yes thì cái thằng khách đó nó sẽ vào, còn nếu no thì nó phải đăng ký nó mới vào được ha. Thì là cho phép user đăng ký tài khoản hay không, nếu chọn yes thì cho đăng ký, còn no thì không đăng ký. Ví dụ như là web chat thì trong một cái group nào đó nó không có public ra ngoài thì chúng ta chọn no thằng khác, cho dù nó có biết cái địa chỉ domain để nó vào thì nó cũng không thể đăng ký tài khoản được. Thì activation này chọn no. No nghĩa là sao? Có nghĩa là không activate.
hoặc là M có nghĩa là tự động, M là bắt buộc người dùng phải activate, thì là họ đăng ký, họ sẽ vào mail và họ activate thông qua email. Và cái A này có nghĩa là gì? Khi mà cái thằng nào nó đăng ký thì chỉ có admin có thể là activate cho nó thôi. Lúc nãy thì mục này nó default lên N, có nghĩa là lúc nãy tôi đăng ký một cái tài khoản VTD93 thì vừa đăng ký xong đăng nhập vào luôn, không cần phải activate, nó tự động nó activate. Và cái này cái Ajax request thì cái này không cần lắm, bởi vì nó sẽ tự động nó refresh lại cái trang web chat của chúng ta. Rồi cái này thì nếu mà để 15 thì 15 giây nó sẽ request một lần, 5 giây request một lần. Thì cái này tùy vào cái host, mà cái băng thông của cái host đó nó dung lượng nó lớn hay nhỏ thì chúng ta sẽ điều chỉnh cái này cho nó phù hợp. Nó mà chỉnh thấp quá thì nó cứ mỗi lần ấy nó request lại thì nó sẽ tốn băng thông. Rồi cái này là interval between post thì 2 giây, có nghĩa là post một cái thì cái sau, hoặc là 2 giây sau mới post được thêm một tin nữa, còn chọn 1 giây thì post cái là post thêm cái nữa. Còn nếu 5 giây sau có nghĩa là chúng ta post một cái tin tức, ví dụ post gì hello xong một cái sau 5 giây chúng ta mới có thể post được một tin khác. Này là để chống spam này, chống spam với lại làm loãng cái tin tức, ví dụ đang chat mà nào nó chat nhiều quá không thấy được cái nội dung của cái người mới chat thì người ta sẽ chỉnh cái này. Rồi cái delay, cái hoãn cái request này không quan tâm. Rồi cái max length, cái số ký tự, không, ở mà cái số ký tự mà chúng ta đăng là 128 ký tự, lớn nhất là 2048 ký tự. Và khi mà chúng ta thiết lập xong chúng ta bấm save. Bây giờ chúng ta sẽ vào cái file config.php. Rồi thì mấy cái này chúng ta không quan tâm lắm. Thì cái này chúng ta sẽ chỉnh sửa trong này. Đây. Các bạn nào mà biết về PHP thì chúng ta sẽ tự chỉnh sửa đó bên Notepad. Rồi chỉnh sửa này trong này. Đấy. Chỉnh sửa thông tin ví dụ là name nè, database name nè. Localhost là cái host, cái tên host này. Bây giờ nó mà nó ở đây là nó sẽ password, một cái mảng nó lọc những cái từ mà chúng ta cấm hiển thị ra web chat, ví dụ và đây ví dụ vậy. Đấy thì khi xong mình chúng ta save lại. Ok, nếu mà tên node này thì nó sẽ tiết kiệm được cái hệ thống CPU. Để nó tùy biến như này mà. Tôi sẽ close. Close. No. Bây giờ trở lại cái trang này. Rồi tiếp theo là cái mục này FAQ là gì? Hỏi và đáp. Ở đây ví dụ như là hướng dẫn cái gì đó, hướng dẫn đăng ký đăng nhập như thế nào, hay là hướng dẫn cách chat như thế nào, mình sẽ điền vào đây thì nó sẽ hiển thị ra cái trang mà chúng ta đăng nhập. Rồi cái này cái logo rồi, cái này thì bắt buộc yêu cầu chúng ta phải biết cái mã HTML, còn nếu bạn không biết thì bạn bỏ qua mấy cái này. Database là cơ sở dữ liệu nè, thì mấy cái này không quan trọng lắm mà. Thì chúng ta cứ để mặc định đi. Này tối ưu hóa database này chúng ta để yes, delete guest và những cái gì mà nó liên quan tới cái khách không có đăng ký tài khoản. Rồi, ok. Rồi ACPK, ví dụ như là nãy chúng ta đặt cái own ACPK là admin, thì này nó dễ bị hack. Thằng nào nó biết được cái này nó sẽ vào được đây. Thì giả sử chúng ta muốn đổi thì chúng ta sẽ điền cái ACPK cũ là admin vào, còn new ACPK là 1 2 4 5 6, 1 2 3 4 5 6. Nhưng mà bấm save. Còn này là update database, thì này nó báo là do database là đã update rồi. Như vậy là xong. Còn cái phần start này có nghĩa là hiển thị là cái trang cũ rồi. Như vậy thì cái phần admin tới đây là xong, thì chúng ta có log out ra. Thì cái video này hướng dẫn
Các bạn cài đặt cái mã nguồn chat web chat trên host trên localhost thì để đưa nó lên host để người khác có thể truy cập vào, và chúng ta có domain thì họ có thể truy cập vào thì rất là dễ, thì nó sẽ nằm trong một cái video khác. Bây giờ vì video đã quá dài rồi, tôi sẽ tạm dừng tại đây. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.